chào tất cả quý cô chú, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì có rất nhiều bạn thì nhắn tin hỏi mình là cách để trang trí một quả dưa hấu như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm clip để hướng dẫn các bước để thực hiện mình trang trí lên một quả dưa hấu bằng bàn đá kinh tiến. Các bước như thế nào, cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Bạn, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vâng, đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị như vậy. Thứ nhất là dưa hấu, tất nhiên rồi, là bắt buộc là phải có rồi, đúng không? Cái thứ hai nữa thì cọ. Về cọ thì chúng ta cần ít nhất một cây cọ nét để viết chữ nhỏ, một cây cọ trung để viết những chữ nó lớn hơn, và cọ để vẽ thì chúng ta có thể dùng cọ vuông và cọ hình đầu ova, kích thước nó cũng nhỏ thôi, để trang trí trong quả dưa hấu thì chúng ta cần trang trí cũng nhỏ thôi, không lớn. Thứ ba nữa, vì màu thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng màu acrylic, mà nếu như được thì các bạn nên sử dụng sơn ga lăng, sơn dầu nha, vì cái dòng này nó lâu khô hơn và cái độ bám dính nó rất là cao, nó ít có bị bong tróc như màu acrylic nha. Nếu mà mình nghĩ là nên dùng loại này là tốt hơn, nhưng mà hiện tại là mình hết cái màu này nên mình sẽ dùng màu acrylic để mình hướng dẫn cho các bạn nha. Về kim tuyến thì dùng hai màu vàng và đỏ, các bạn có thể dùng các màu khác tùy theo cái sở thích của các bạn như thế nào. Ở đây mình sẽ dùng màu vàng và đỏ. Về màu thì chúng ta pha thêm một tí nước và chúng ta đánh cho nó đều ra để chúng ta dễ viết, tránh hợp mà loãng quá cũng không được, mà đặc quá cũng được. Đây chúng ta viết, nếu mà trường hợp nó loãng quá thì màu nó rất là nhanh khô, và khi mà nó khô thì chúng ta không có rải kim tuyến, nó không có dính được, thành ra nên cũng nên tương đối, các bạn nên để ý nha. Rồi chúng ta viết, nên mà nói các bạn dùng sơn công nghiệp là nó dễ hơn, nó lâu khô hơn, chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể chỉnh sửa lại chữ cho đẹp và chúng ta rải kim tuyến. Còn đây acrylic thì chúng ta cũng nhanh cái tay lên một tí, tránh trường hợp nó khô, nhanh khô thì chúng ta lấy kim tuyến nó không ăn. Đây chúng ta lấy kim tuyến nha, chúng ta lấy đều vào các cái chữ, nó sẽ chỗ nào có màu sẽ bám dính, và chúng ta phủ nhẹ ra. Thì sau đó thì mình sẽ dùng một con xô, chúng ta phủ nhẹ ra. Cái đây mình làm clip thành ra là màu cũng chưa có hẳn, còn nếu các bạn mà tự làm ở nhà, các bạn để cho nó khô một tí rồi các bạn dùng một xô chúng ta phủ sạch ra, rồi chúng ta tiếp tục. Các anh chị em mình xem, nếu mà có chỗ nào mà không hiểu thì các bạn hãy comment phía dưới để mình sẽ làm video và mình hỗ trợ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Các bạn xem tới đây thì nhớ ấn cho mình một like và một subscribe nha. Rồi hai bên này chúng ta sau này chúng ta sẽ vẽ, và muốn có chữ này đẹp hơn thì chúng ta sẽ chạy một cái viền để cho nó tách chữ này lên và nó rõ ràng hơn. Đây một số màu, và chúng ta sẽ dùng màu trắng để chúng ta chạy cái viền này cho nó nổi lên thêm. Bên đây thì chúng ta sẽ vẽ hai bên này.
cái phần trên kia nó cọ nó còn ướt quá, thành ra nó bị lem ra nha các bạn. Chúng ta kể tí chúng ta sẽ sửa lại sau. Rồi, bây giờ hai bên trống này chúng ta sẽ bắt đầu vẽ trang trí một nhành hoa và một cái tre của hai bên này. Chúng ta sẽ dùng màu cam và cái trắng. Chúng ta đi trên cái nền dưới áo này để cho nó nổi nha các bạn.